các bạn, vô nha. Ê, chào cả nhà nha. Một ngày là xin đồ rất là vui vẻ. Bây giờ mình sẽ đi chơi lại cái máy này các bạn. Thì đầu tiên chơi cái máy này coi thử như thế nào. Có gặp được nhiều may mắn các bạn như nghĩ bây giờ mình chơi cái máy này không các bạn nha. Ok. Các bạn theo dõi chơi mình nha. Quay đi. Bây giờ mình chơi game này thử các bạn. Đó, game rung rồng. Mới đầu tiên chơi lại, chơi không chơi cái này nha. Tiền xuống nha, ok.
vô chút cái này nữa đem về luôn. Bây giờ mình lấy ra các bạn, lấy 404 đồng ra thì mình lấy ra đi đổi rồi mình bỏ vô tiền khác, bỏ thêm 100 cho nữa nha các bạn nha. Ok các bạn, cảm ơn các bạn đã coi video chia sẻ của mình nha. Ok, rất nhiều. Bây giờ hẹn các bạn một cái video sau này các bạn nha. Bỏ vô ăn thêm 196 đồng nữa.